Con, cháo thịt gà hạt sen mà con vẫn thích ăn nè. Cảm ơn mẹ. Đợt này đốm ốm quá, mẹ phải tẩm bổ cho đốm thật nhiều mới được. Mẹ, con muốn ăn nữa. Con ngay, con ngay. Đốm, ăn đi, con vừa bệnh nên cần ăn nhiều đồ bổ, bồi dưỡng cho mau lại sức. Con không có đói. Không đói cũng phải ăn. Mẹ tốn bao công sức nấu cho con ăn, con mà không ăn là mẹ buồn lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức, chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm, ngày nào cũng ăn đồ bổ, con có đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mẹ mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi, nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không?